Hello cả nhà, đây là hàng của shop em hôm nay nha cả nhà. Thì hôm nay shop em lại bỏ đơn một lần nữa nha. Thì ở đây là đa số là hàng cần câu tay, cần câu máy. Thì sẽ có máy câu, cần câu, rồi dây câu, phụ kiện các kiểu. Nói chung là trên kênh của em thì đăng rất là nhiều sản phẩm về đầu câu. Thì anh em mà muốn tham khảo thì cứ vào hai đường link. Một là có thể tham khảo ba chỗ chứ. Một là YouTube đồ câu Thanh Tuấn, hai là website đồ câu thanh tuấn.com, ba là anh em vào Facebook đồ câu Thanh Tuấn. Đó, thì anh em chỉ search từ khóa đồ câu Thanh Tuấn thì những cái trang web, những cái trang fanpage hay là những cái trang về YouTuber nó sẽ hiện lên. Thì trong đó em sẽ đăng có nhiều sản phẩm về đồ câu. Thì ở đây hôm nay á, bên em đi thì đa số là hàng sinh viên rất là nhiều nha cả nhà. Bên cạnh hàng sinh viên thì cũng có hàng gọi là cao cấp hay là hàng chung á, gọi là nói chung là sẽ có nhiều hàng, nhiều giá. Đó, anh em thấy không? Thì một cục hàng như thế này, bên em đóng gói rất là kỹ nha. Đó, những cái máy câu, những cái cuộn cước, những cái hộp lưỡi thì bên em đều cho vô cái hộp cạc tông như thế này nha cả nhà. Và bên em lúc nào cũng gọi là cho khách xem hàng, ghi chú cái phần nè, cho xem hàng. Thì anh em cứ việc khi nhận hàng thì cứ khui hàng kiểm tra trước khi thanh toán tiền giùm em nha. Cũng như là đồng kiểm với người giao hàng luôn. Ví dụ lỡ mà có bị lạc hàng, mất hàng, lộn hàng thì em sẽ xử lý ngay. Anh em không mất cái gì hết, không mất một đồng nào tiền phí vận chuyển mà đổi trả hết. Ok chưa? Đó. Thì những cục hàng như thế này á, thì anh em khi mà nhận được á, thì cứ vui lòng kiểm tra giùm em ha. Đó là những cái cục hàng nhỏ. Đối với những cục hàng lớn cỡ như cần câu hay là cần nguyên bộ á, thì bên em đóng vô cái hộp, vô cái thùng giấy, thùng gọi là không phải thùng giấy, là cái ống nhựa PVC. Đó, anh em thấy không? Cái ống nhựa bằng PVC á, ống nhựa á, thì để đảm bảo an toàn là khi hàng vận chuyển đi á, nó không có bị va đập, thì cần của mình sẽ được chơi gọi là ổn định nhất, bền nhất, khoen gọi là khoen hay là phân thân á, nó không bị va đập, không bị gì hết thì nó sẽ ok. Thì những cái đơn nào mà có gáp bộ thì em đều gáp trên cái cần luôn nha, chứ là một đơn thôi là em gáp xong em gói luôn. Ví dụ anh em đặt cần máy cước thì em sẽ gói chung một đơn như vậy. Khi nhận hàng thì cứ khui hàng kiểm tra, khui ống lấy cần ra kiểm tra trong cái ống, khui cái hộp kiểm tra cái máy và phụ kiện đi kèm. Thì bên em khi chốt đơn đều thông báo rõ là cứ bao gồm bao nhiêu sản phẩm, trong một cái đơn hàng đã bao gồm sản phẩm và giá tiền bao nhiêu. Nó anh em cứ căn cứ vào đó mà kiểm tra hàng giúp em ha. Thì cảm ơn cả nhà mình thời gian qua đã luôn tin đồ ủng hộ shop nha. Thì bữa nay là cũng khá là nhiều đơn, thì gọi là lần đầu tiên shop em đạt cái mốc là ba con số số lượng đơn nha cả nhà, ba con số trong một ngày. Đó, hồi đó giờ thì chỉ tầm khoảng có mười mấy, hai mươi, hai mấy, ba mươi thôi. Đó, thì hôm nay là shop vượt chỉ tiêu, gọi là kỷ lục mới á, là ba con số trong một ngày nha cả nhà, đạt số lượng là ba con số trong một ngày. Rồi, ok, cảm ơn cả nhà mình thời gian qua đã luôn tin tưởng ủng hộ shop em nha. Hello cả nhà, thì hôm nay cái dòng máy nói chung là được nhiều anh em chờ đợi nhất trong thời gian qua. Thì tính ra là cái lô máy Realme Redmi Blue này nè cả nhà, thì cỡ nửa năm mà em mới nhập được hàng. Đó, thì hôm nay là không còn chỗ để nữa nên là ké vô cái kệ máy ben. Thì bây giờ máy ben em đẩy lùi tuốt trong hết, đẩy vô chuốt trong, để ngoài là dựng cái máy Redmi Blue nha cả nhà. Chứ bây giờ để vòng vòng ở dưới nhà nữa thì nó quá là chật đi. Đó, đây là cũng nó cũng đầy hết rồi, mấy cái hộp này cũng đầy hết rồi. Thì hôm nay là để ké cái kệ máy ben. Ở trên này thì để ké cái kệ của máy Shimano với Daiwa luôn. Trên này là size 6.000, ở đây em để 7.000, bên đây 8.000. Thì đợt này em về được 4 thùng 8, 2 thùng 7 và 1 thùng 6. Thì số lượng là 7 thùng tính ra được 140 máy nha cả nhà. 140 máy. Đó, anh em nào có yêu thích hay là có đang chờ đợi cái dòng này á thì cứ alo cho em nha. Tại vì cái hàng này đảm bảo cả nhà mình luôn là rất là chất, rất là khỏe và rất là sướng. Cốt trợ lực, gòn chống nước và kể cả kháng mặn luôn, tức là không sét, không rỉ sét á. Rồi ok, thì không để anh em chờ lâu thì bây giờ em sẽ tiến hành vô review lại con này cho cả nhà mình xem nha. Review một lần nữa để anh em thấy được cái gọi là cái độ ok của nó như thế nào nha cả nhà. Bây giờ em sẽ tiến hành review lại nha cả nhà. Thì máy của mình sẽ có 3 size như em nói á. Đáng lẽ nó có thêm size 5 nữa nhưng mà size 5 nó nhỏ quá nên là em cũng không có nhập luôn. Em nhập size 6, size 7 và size 8. Tại vì size 5, size 6 thì như nhau, size 7, size 8 thì cũng như nhau.
Đó, thì trước khi đi vào review sản phẩm thì xin phép em được khử trùng tay mình cái nha. Vẫn dùng là cồn 70 độ nè, hoặc là dung dịch sát khuẩn. Nói chung bữa giờ thì rửa rất là nhiều nha cả nhà. Bây giờ rửa rất là nhiều. Có thể là thời điểm tới thì tay chân, nói chung những cái người nào mà hay làm ở nơi công cộng á, ví dụ như là thường xuyên phải rửa bằng dung dịch á, thì nó sẽ bị lở. Thì bữa em cũng có bị lở rồi, nhưng mà cũng có sức thuốc nên nó cũng đỡ. Đó. Ok, bây giờ em sẽ review lại cái dòng máy Renmi huyền thoại của em nha. Thì tính ra thì cũng hơi buồn là cỡ nửa năm rồi thì nó mới có hàng lại và nhập lại để phục vụ anh em. Thì cái hàng này thì theo như 10 người chơi thì đã có 9 người khen rồi, chứ không có ai chê nữa hết. Thì anh em nên cân nhắc. Thì cái hàng này thì hiện tại bây giờ thì giá thì nó sẽ không còn được tốt như hồi năm rồi. Năm rồi thì nó có chỉ có là 900 mấy thôi. Nhưng mà hôm nay thì lý do là một phần nào đó về vật giá leo thang hay sao em không biết, nhưng mà phần về giá nhập nó đã lên thì buộc lòng anh em bán cũng phải lên luôn. Nó thì riêng về cái size 8.000 thì hiện tại nó là rơi vào khoảng 1.080.000, size 7.000 là 1.060.000, size 6.000 là 1.040.000. Nó em báo giá trước nha, bây giờ em sẽ review. Thì như em nói á, nếu anh em lấy size 5 size 6 thì nó cũng ngang nhau thôi cả nhà, nó ngang nhau. Anh em xem nè, về cái khả năng tải cá là 7,5 kg, max gas của nó là 7,5 kg nha. Là cái size 5.000 với size 6.000 thì nó gần như là bằng nhau luôn, gần như là bằng nhau. Thì chút xíu em sẽ cho các bạn xem cái chỗ mà gọi là gần như bằng nhau. Cái trọng lượng, cái con 5.000 là 404, cái con 6.000 là 406, nó lệch nhau chỉ có 2 gram thôi, cục chì 2 gram là thường mình để mình đi lua cá lóc á, rất là nhỏ. Nên là về cái ngoại hình anh em bỏ ra ngoài á, nhìn là không biết con nào con 5, không biết con nào con 6 luôn nha cả nhà, không biết luôn. Đó. Thì anh em có mua 5 hay 6 gì thì nó cũng vậy, 7 hay 8 gì thì nó cũng vậy thôi. Nó chỉ khác nhau về cái tên thôi, là ghi 5.000 hoặc là 6.000 thôi. Đó. Tiếp theo là số bạc đạn là 5 cộng 1, tức là nó có 5 bạc đạn, trong đó có một bạc đạn chống trả ngược, tức là mình quay tới là khi mình dừng lại là dừng hẳn luôn. Đó. Về khả năng vô dây lớn nhất của nó thì 0.40 dây 6, con 6.000 á được 150 m, cái con 5.000 được 130 m, lệch nhau 20 m dây nha cả nhà. Trọng lượng là 406. Còn khi anh em mà lên tới cái con 7.000 và con 8.000 thì nó lại khác, câu chuyện nó lại khác hoàn toàn. Trọng lượng của con 8.000 là 6 lạng, trong khi con đó, cái con 6.000 của mình nó có 4 lạng thôi, nó lệch nhau tới 200 gram rồi nha cả nhà, là cục chì 200 gram á. Thì cái con 7.000 với 8.000 thì nó gọi là hơi cứng máy, tức là to. Ok, máy là gọi là máy 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 bạo lực á, gắn với cần tầm khoảng 3 m, 3,2 m gì á thì quá ok ha. Tiếp theo thì nó cái lực tải max gas nó là 10 kg. 10 kg là cái độ hãm của con chỗ cái mô bin đó cả nhà. Đó, 10 kg. Vì số bạc đạn vẫn là 5 cộng 1 và khả năng vô dây lớn nhất của nó là 0.47 nè, 160 m. Con 7.000 là 0.43, 180 m. Ok, bây giờ mình sẽ khui cái hộp nó ra luôn. Thì thường cái máy Genmi của mình khi mình nhận về á thì nó sẽ có những phụ kiện đi kèm như sau. Một là bao trùm có chữ Redmi, ok chưa, bỏ nó qua bên đây. Tiếp theo là sách hướng dẫn gì đó, thì cái này anh em cũng khỏi cần phải đọc luôn, đa số em thấy mua về đâu ai đọc tới đâu, có nhiều người thì còn nghiên cứu. Đây là bản sơ đồ chi tiết máy nó, anh em cần đọc thì đọc tới nha. Và hai cái gon này chút xíu em sẽ hướng dẫn các bạn sau này mình thay vào để giúp cho cái cối mình nó im hơn và nó mượt hơn. Nó bỏ vô đây đi cho nó lạc. Đây là con 7, con 8.000 nè. Rồi, sẽ lấy thêm con 7.000 nữa, bỏ qua bên ha. 7.000 này, 6.000 luôn. Thì trong clip này sẵn review cái máy thì em hướng dẫn giới thiệu thêm một cái dòng cần và một số dòng cước đi kèm luôn, thành cái bộ combo luôn nha cả nhà. Em có mua thì có ưu đãi nhiều hơn. Đây là con 7.000. Thì 7 với 8 thì nó lệch nhau chỉ có 7 với 8 lệch nhau chỉ có 595 và 600 gram thôi. Nó lệch nhau chỉ có 5 gram thôi. Nếu như em nói lệch nhau như cục chì 5 gram câu cá lóc đó. Đây là con 6.000. 6.000 thì nó rất là gọn và đẹp. Genmi Plus là bản cải tiến của con Genmi thường, là tai quay bây giờ nó thiết kế là tai quay gạch dặn. Tai quay gạch dặn trực tiếp nha cả nhà. Tai quay là hai tầng găng. Hai tầng găng lại tích hợp cho hai bên chứ không cần phải đổi cốt. Nhiều cái máy là chỉ có một tầng găng thì buộc lòng phải đổi cốt. Những cái dòng máy mà hai tầng găng như thế này á là mình khỏi cần phải đổi cốt.
quay tới luôn, để vô quay tới cho em. Quay khi nào cái máy nó đứng, cảm giác nó cứng cái tay quay á, mình cầm tay, một tay mình cầm cái này nè, một tay mình cầm tay quay siết nhẹ cái. Ok. Hàng này rất là im nha cả nhà, và em khoái nhất là cái tiếng xả của nó. Nó rất đã. Nghe là tê tái con gà mái luôn. Thời điểm này thì Hồ Chí Minh của em là cũng như là bó tay, không đi câu được, nhưng mà các tỉnh còn lại vẫn còn được đi câu bình thường. Tại vì những tỉnh còn lại là không có dịch. Đó. Riêng Hồ Chí Minh thì bây giờ là quá nhiều. Nên bây giờ thì em chỉ việc ở nhà review để chuyển hàng. May á là bên em vẫn còn chuyển hàng được cho mấy anh. Nếu không không chuyển hàng là cũng biết sao luôn. Hàng này là công nghệ của Nhật Bản nha cả nhà. Được phát triển bởi công nghệ Nhật Bản là In Japan chứ không phải là Made in Japan. Made in Japan là sản xuất tại mà Nhật Bản. Còn này In Japan tức là người ta chỉ lấy công nghệ thôi. Công nghệ. Mỗi máy đều nó có một cái mã gọi là mã của máy á, mã riêng biệt ha. Cái này là 1201 nè. Mã này mỗi 1201 nè. Mỗi cái lô máy này đều có một cái mã riêng hết. Hàng này rất là đẹp nha cả nhà, rất là chuẩn luôn. Máy này anh em có thể câu cả nước biển luôn, tức là đi câu biển á, tại vì nó sẽ không có bị sét và nó có chống nước cho mình luôn. Chống nước cho mình luôn. Đó, cái máy 4000, cái máy 6000 thì rất là gọn. Và cái tiếng nó nghe rất là gọi là khiêm tốn, trong khi đó đàn anh nó nè 7000 nè. Đã chưa? Đó. Em khoái nhất là cái tiếng này. Cái càng này thì thôi quá bự luôn, siêu bự. Anh em thấy để ý cái càng này không? Những cái máy thường á, kể cả những con Ben luôn cũng không bằng con này. Cái càng này nó làm khá bự. Khá bự nha cả nhà, cái càng này khá bự. Chân máy bằng hợp kim nha. Chân máy bằng hợp kim chứ không phải bằng nhựa nha cả nhà, chân máy bằng hợp kim. Đó. Lẫy ra, lẫy đổi chiều. Thật ra nếu thằng này mà nó fit được cái này nữa, nó ra một bản gọi là Genmi Bluetooth gì đó, tức là cải tiến của con này, thì bỏ luôn cái chức năng này, mình chỉ cho chế độ quay tới thôi, mình không có chế độ quay lui nữa. Thì máy mình nó có chế độ ABS là như thế này nè cả nhà. Khi mình quay đúng không, mình dừng lại thì nó dừng hẳn cho mình luôn, nó không nghe một cái cạch nha, nó không trả ngược nghe một cái cạch. Đó. Cái núm này thì núm hình bồ dục bằng nhựa, nói chung cầm cũng khá là tiện. Anh em muốn độ núm vẫn được. Anh em muốn độ núm thì chỉ cần mua cái núm về độ thôi. Bên em hiện tại là chưa có núm độ nha. Đó. Cái này là cái bên ngoài thôi. Cái màu chủ đạo là màu vàng pha với màu trắng, nhìn rất là sang chảnh luôn. Sang chảnh luôn. Đây là cái nhà hàng chính hãng của Redmi. Thì nó sẽ có một cái mã barcode ngay đây. Anh em cạo ra. Mã này gọi là tem bạc đó nha. Tem bạc chống hàng giả. Mỗi những cái dòng máy mà gọi là chính hãng của Realme á, thì anh em khi mà cạo ở chỗ này nó sẽ có một cái mã. Mã này mã của sản phẩm á. Đó, cái mã này mã chống hàng, gọi là cái tem bạc chống hàng giả. Ok chưa? Đó. Hàng này phát triển của Realme, hàng công nghệ Nhật Bản. Khoái nhất là tiếng này. Thì anh em so nè, giữa một con 6000 và một con 8000, trọng lượng nó cái ngoại hình nó lệch nhau khá là nhiều ha. Cái con 6000 thì rất là điềm đạm luôn, nhỏ gọn. Cái này thích hợp cho cần cỡ 2m7 nè, 2m4 nè, 3m vẫn được, 3m mà cần còn gọn á. Còn cái con 7000, 8000 nè, anh em đánh giùm em cỡ 3m và 3m2. Những dòng cần nào thiên về bạo lực á, thì chút xíu em sẽ giới thiệu cho các bạn một cái dòng cần. Hiện tại thì số lượng em không có nhiều, và hiện tại giá của em cũng là giá ưu đãi luôn. Chỉ 900.000 một cây thôi, cần 3m2, chút xíu em giới thiệu nha. 900.000 một cây thôi, cần 3m2. Hàng carbon, hàng của Cotline, em thấy chưa? Đó. Chỗ này nghe cũng sướng nè, thì anh em xả tới xả lui nè. Hồi em sẽ phân tích cái chỗ này, lý do sao nó kêu. Đó. Ở đây nó có một cái con lăng nha cả nhà, có một cái con lăng khi mà dây qua đỡ ma sát, đỡ bị cháy dây, nóng dây. Cái càng thì siêu bự rồi anh em thấy không? So sánh với ngón tay của em nè, siêu bự. Ok chưa? Bây giờ tiếp theo em sẽ cho các bạn xem về cái nội thất bên trong của nó. Anh em thấy còn ghiền nữa. Giá con 8000 báo công khai luôn, 1080. Một máy ship tỉnh 30000, hai máy bao ship. Ở đây là gon chống nước nha cả nhà. Cái phần này là gon chống nước. Đây, có một lớp gon nè. Ở đây nó có một cái lẫy luôn, một cái lý còi ở đây luôn. Đó, để nó đá vô cái thành này, nó tạo ra tiếng kêu khi mà mình xả mô pin đó cả nhà. Mình xả nó cũng kêu nữa. Đây. Ok chưa? Đó, cái này là tiếng kêu khi mình xả tới xả lui, tạo chất kích thích, gọi là tạo cái âm thanh kích thích khi câu. Còn cái này là cá ăn thì khỏi nói rồi.
cái con này nó chạy thì vivu. Cái cối em phân tích thêm phần cái cối, nó làm cái môi lài, anh em quýnh dây rất là xa. Cái môi lài như này là hạn chế bị ma sát. Những cái dòng cái máy á, mà môi đứng lên thì khi dây nó ra nó bị ma sát, nó không xa. Nó những cái môi này như thế này nè, môi lài này cả nhà, quýnh dây rất là xa luôn. Rồi, cho các bạn xem về cái nội thất bên trong ha. Xem là ghiền liền. Cái nội thất bên trong thì khóa là ok luôn. Đây, cốt trợ lực, cốt to chà bá lửa luôn cả nhà. Cốt máy nè, cốt máy chắc cỡ 6 ly á, cốt máy chà bá lửa luôn ha. Nè, cốt trợ lực dòng bi đôi. Cái này là dòng bi đôi chứ không phải là hai dòng bi nha cả nhà. Cái này là dòng bi đôi luôn. Cốt này cốt trợ lực nè, khá to. Dòng này thì quýnh rồi bảo đảm mà, gọi là bao đâm luôn. Giá là rất là rẻ. Nếu mình so với những dàn đàn anh của như thằng Ben á thì nó sẽ không có, nó không bằng. Nhưng mà với tầm tiền này thì em bảo đảm các bạn không có con máy nào qua được con Genmi Plus luôn. Hiện tại bây giờ nếu mà khởi 1 triệu mốt anh em mua á, không có con máy nào qua được con này. Hứa một câu danh dự, không chưa, em chưa thấy con nào luôn. Còn không biết mà trong nếu mà chịu khó tìm tòi thì không biết có lòi ra con nào không. Nhưng mà trong cái cửa hàng của em thì chưa có con nào qua được con này ha. Anh em thấy nè, cái độ lên xuống của cốt nè rất là đều, máy chạy rất là ổn định luôn. Đó, đây em sẽ gắn lại. Khi anh em gắn cái cốt lưu ý nha, nó phải vừa, nó khít chứ cái này nó mới vào được. Và khi anh em xe nó nghe tiếng này là đúng rồi đó, ok rồi đó. Đây là con size 7.000-8.000 thì nó 8.000 nó cũng như nhau và 7.000 nó cũng như nhau thôi, thì em sẽ ghi một con thôi. Còn cái con này con 6.000 thì nói chung 6.000 nó nhỏ thì mọi chi tiết nó đều sẽ nhỏ hơn. Ví dụ cái càng này cũng nhỏ hơn nè, cái cối cũng nhỏ hơn và bảo đảm cái cốt của nó máy cũng sẽ nhỏ hơn. Mình sẽ tháo thử ha. Cái con 6.000 này hiện tại giá là 1.040.000. Em bữa giờ chơi báo giá công khai cho anh em dễ biết. Tại có nhiều anh em lên clip nói sao Tấn nó review mà nó không bao giờ báo giá. Thật ra có nhiều lý do lắm đó nha. Tại vì khi cái giá sản phẩm nó hiện tại nó không ổn định. Mà bây giờ em báo giá công khai thì ví dụ giữa chừng nó lên nó xuống vậy em không có thể trở tay kịp. Đó, em thấy không, cũng khá là ok ha. Cũng cốt trợ lực nè, dòng bi đôi nè. Cốt này chắc tầm khoảng chừng 5 ly thôi, cái kia 6 ly tại nó bự hơn. Rồi ok, đây là phần máy câu. Thì cái máy câu này em review đi review lại rất là nhiều lần rồi. Thì bữa nay tại vì hơn nửa năm rồi mới được cầm tới con máy này nên cũng muốn review lại cái đó ha, cũng muốn review lại nó một lần. Rồi tiếp theo thì bây giờ em sẽ giới thiệu về cái dòng cần 3m2 giá sinh viên của em, giá 900 thôi cả nhà. Số lượng còn được chừng 4-5 cây nha. Anh em nào thấy yêu thích chốt đơn sớm, tại vì chốt trễ là nó không còn đâu. Tìm không? Quá im. Ok, cái dòng mà em nói cả nhà là cái cây Godlike Slammer Go. Em bảo là Slammer Go giống như Slammer vậy đó, nhưng mà này nó làm Slammer Go. Hàng của Godlike nha cả nhà. Godlike nè, Slammer Go. Thì hiện tại bây giờ em chỉ còn size 3m2 thôi nha cả nhà. 3m2 thôi nha. Một size duy nhất luôn mà giá báo công khai cả nhà là 900.000 một cây 3m2. Phôi sáng ít, chỉ màu xanh. Đây anh em có thể gắp cái máy Renmi thì anh em thì gắp cho em cỡ size 7.000 với 8.000 thì nó sẽ ok hơn nha. 6.000 vô cái cần này thì nó sẽ không hợp lắm. Đây cả nhà, chiều dài là 3m2, độ cứng là XH, tải chì là 240g, tải chì là 240g. Và cái dòng này nó tải cá tầm khoảng được 80 lb. Đâu ta, cái dòng này lại không có thông số tải cá nữa. Dòng cần là dòng cần carbon nên người ta có cái ký hiệu là chống không được đánh gần tụ điện câu thế và trời mưa, rất là hút điện nha cả nhà. Khoan là khoan chân ca chân lùng, chân ca chân lùng, ở trong là sứ. Cái này sứ thì anh em chơi là chơi kiểu như là cả dây cước và GPE đều được, không sao hết nha. Đó, phôi là phôi carbon sáng ít, màu xanh này cái bằng xanh lục hả ta, cỡ màu xanh xanh lục á, rất là đẹp ha cả nhà. Nó giống như nó làm giống như cái chỉ luôn, cái chỉ màu xanh này nè. Thì cái màu xanh của phôi thì nó đậm hơn, nó như cho anh em thấy nè, đậm hơn.
phôi rất là dày nha cả nhà. Qua đây rất là dày nha. Đó. Bát máy là cán hở 3 khúc. Nhìn như mẫu cần dựng á. Cán là 1 à 2 nè, 3 khúc mút nè. Đó. 3 khúc mút. Chân nó làm thì một cái cẩn dòng màu xanh xanh rất là đẹp. Hàng này của Cotline nha cả nhà. Hàng này của Cotline. Bát máy là bát máy của hãng luôn, bát máy Cotline luôn. Giá cực kỳ rẻ, 900. 900 một cây mà hồi xưa nếu anh em đụng tới những cây này là chịu mấy không á. Nhưng mà đối với shop em hôm nay là chỉ còn có 900 một cây thôi nha cả nhà. Giá quá đẹp. Giá là gọi là bèo béo béo luôn cả nhà. Đó. Ngọn xin thông báo cả nhà mình, ngọn này là ngọn rơi vào khoảng 3.8 ly. U cha, ngọn 4 ly cả nhà ơi, xin lỗi, ngọn này ngọn 4 ly luôn nha. Cho anh em bao quýnh bầu lực. Đầu bu chống sắn nè. 2 4 6 7 tổng hay là 8 khoen. 8 khoen chân ca, cái này inox không có xét đâu nha cả nhà. Chân này chân inox không có xét nha. Ở trong là sứ. Thì tại vì cái này nó làm cái làm chân ca lùng mà chân ca thường á. Nếu mà chân ca fuxi thì ở trong sứ tròn, này là sứ vuông đó. Phôi cũng khá là dày ha cả nhà. Khá là dày và khá là đẹp luôn. Cái màu xanh nhìn rất là đẹp. Thì cây này em đang bán ra với giá là 900 ngàn một cây, 3m2. Nó chỉ còn 3m2 thôi nha cả nhà. Bây giờ anh em kêu em là kiếm cây 3m, 3m15 em cũng bó tay luôn. Đó. Cái này anh em gắn với cái máy cỡ chừng 7.000 hoặc 8.000 là bao đẹp. Bao đẹp luôn. Đây. Bắt cái bát của Cotline anh em vô sâu lắm nha cả nhà. Đây nè. Tuy là bát hãng thôi nhưng mà nó làm rất là ok luôn. Nó ôm cực kỳ sát chân máy luôn, anh em thấy không? Ôm cực kỳ sát chân máy luôn. Nó cỡ này là ok nè cả nhà. Chỉ gắn con 6.000 thì nó sẽ không hợp ha. Đấy còn 7.000 hoặc 8.000 là ok. Cây 3m2 giá 900 thôi. Rồi tiếp theo thì em sẽ giới thiệu thêm một số dòng cước nữa. Thì để một số dòng cước nữa là mình sẽ kết thúc video luôn nha cả nhà. Thì shop em thì lay quay cũng chỉ có một số dòng cước thôi chứ không có nhiều. Ví dụ như đầu tiên mình sẽ đi thằng rẻ tiền nhất đi, trai. Rẻ tiền mà chơi được là trai. Trai đớp á cả nhà. Thì cái này nó sẽ có size 40, 45, 50, 55, 60. Có màu vàng và màu cam, 150 một cuộn. Ryoko Focus. Cái này thì em có size 45, 50, 55. Có màu xanh lá nè, màu hồng nè, màu trắng. Cái này 170 một cuộn. Tiếp theo thì nó có cuộn Chilean Big Game Big Cat. Này nó có 45, 55 và 60. Cái này 190 một cuộn. Tiếp theo là Iron Seal. Hàng này quýt là khá là ngon luôn nha cả nhà. Size 51, 200m, 200 ngàn một cuộn. Hàng này được cái là mềm mượt, ít xoắn, chìm nhanh. Một cái dòng cước không thể thiếu nữa là Okamoto TK. Hình con cá lăng này cả nhà. Cá lăng hay cá nheo gì nè. Thì cái này thì em có size từ size 5 tới size 10. Hàng của Okamoto. Hàng gọi là hàng công ty nha cả nhà. Một cuộn vậy là 200 ngàn. Hàng cước Nhật. Mắc in sao băng. Đó. Tiếp theo là một cuộn cước Thái. Rim này thì không xa lạ rồi, anh em chơi rất là nhiều ha. 43, 47, 55, 60. Thì cuộn này cũng 200 ngàn một cuộn thôi. Một cuộn 200 ngàn. Đó. Cước châu điên. Buffalo. Big game. Đó thì một cuộn là 500m là nha cả nhà. 500m 200 ngàn một cuộn. 50, 60 và 70. Cước Mekong Rai thì nó sẽ có 47, 52 và 57. Một cuộn cũng là 500m. Cuộn này bèo nhất. Ô cuộn này cũng được chứ. À bèo nhất tại vì nó 500m mà nó có 150 rồi cả nhà. Nhưng mà chơi ok. Câu xong ok nha. Câu xong ok. Và cái cuộn cuối cùng là cái cuộn Bioshock. Thì Bioshock bữa giờ em bán cũng khá là ổn định luôn. Thì nó được cái là nó được cái mềm mượt, ít xoắn và được cái về chiều dài nữa. Một cuộn như vậy thì nó tầm khoảng có 380 ngàn một cuộn thôi. Ví dụ cuộn này số 10, size 0.52 là 1.000m. 1.000m nha cả nhà. Quá nhiều. Rồi ok, thôi thì clip này em sẽ xin kết thúc tại đây. Và em sẽ chốt lại một lần nữa về cái giá máy nha. Thầy chủ yếu bữa nay là review về máy câu. Con này thì có giá là 7-8.000, anh em nhớ giùm em. 8.000-1080, 7.000-1060, 6.000-1040. Thì khi anh em mua một máy như thế này á, thì ship tỉnh á, ship đi tỉnh á là 30.000 tiền phí. Nội ô thành phố là re-ship. Anh em lấy một lần hai máy trở lên là miễn phí 30.000 tiền ship. Ok chưa? Thì hàng bên em sẽ được chuyển về tận nhà, giao tận tay.
khi nào anh em mình nhận được hàng, kiểm tra hàng xong mới thanh toán tiền, ok chưa? Không cần phải đặt cọc trước, không cần phải chuyển khoản trước. Trường hợp anh em cần chuyển khoản, em vẫn cung cấp thông tin cho anh em chuyển, ok chưa? Tại vì có nhiều anh em chuyển khoản để nhờ người nhà nhận, thì cái đó thì em đâu nói gì đâu. Tức là bên em sẽ không bắt buộc cái chuyện mà chuyển khoản hay là thanh toán hay là đặt cọc gì hết. Thì nói chung mình tin anh em thì anh em tin mình thôi. Thì hàng em chuyển tới thì anh em vui lòng kiểm tra để làm chi, tránh trường hợp sai sót. Nói chung mà lỡ ví dụ em đặt 6 em gỡ 7, đặt 7 gỡ 6, đặt cuộn này em gỡ cuộn kia, thì cái đó là sai sót khi đóng hàng thôi. Thì em sẽ kịp thời cho về để chuyển cái khác, kiểu như là chuyển đúng như sản phẩm mình đặt, nó không bị lộn nữa, ok chưa? Chứ anh em không kiểm tra mà để đem về nhà, hoặc là để 2-3 ngày sau hay 1 tuần sau kiểm tra báo em là hàng hư, hàng lỗi, hàng lộn, thì lúc đó là rất là khó cho em. Tại lúc đó em không thể nào mà lấy cơ sở đâu mà xử lý được. Anh em hiểu không? Đó. Để đảm bảo tính minh bạch, rồi gọi là minh bạch và công khai, thì anh em nên kiểm tra giùm em nha. Nên kiểm tra. Ok. Rồi thôi thì clip này em xin kết thúc tại đây. Và cũng cầu mong sao cho tất cả các anh em gần thủ gần xa thì được bình an vô sự nha. Không ai có chuyện gì hết. Cái chuyện mà dịch bệnh thì không ai mong muốn, nhưng mà anh em mình cùng nhau chung tay để gọi là góp sức một phần nào nhỏ đó. Mình không phải đi ở những người ở tuyến đầu, những y bác sĩ, lực lượng của nhà nước, nhưng mà mình ở nhà thì nên làm gì? Rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, ra đường thì đeo khẩu trang, đó, giữ khoảng cách an toàn. Đó là những việc mình nên làm. Ok. Rồi cảm ơn cả nhà mình thời gian qua đã luôn tin tưởng ủng hộ giúp em nha.